Vâng, còn Nga và Iran thì sẽ nỗ lực hợp tác nhằm đảm bảo ổn định thị trường dầu khí thế giới. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra ngày hôm qua trong chuyến thăm Iran. Theo ông Lavrov thì Nga và Iran có đầy đủ thỏa thuận trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng về sự cần thiết bảo vệ các lợi ích của Iran. Iran là quốc gia có nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên lớn thứ hai trên thế giới và có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới. Thế nhưng các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm qua của phương Tây nhắm vào các ngành xuất khẩu năng lượng của Iran đã cản trở nghiêm trọng cả hai ngành công nghiệp này.